Thưa quý khán giả, 20 năm kể từ khi thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an thành phố phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa các đơn vị ngày càng cụ thể và hiệu quả, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phổ biến nhân rộng, từng bước lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại mỗi địa phương trong thành phố. Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính vì vậy, trong các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể đều đề ra tiêu chí về xây dựng các mô hình xã, phường, thị trấn phải đạt an toàn về an ninh trật tự. Trong đó, 100% nhân dân tham gia các mô hình xây dựng khu dân cư an toàn, khu dân cư tự quản 3050. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của quận và các phường đó thì xây dựng cái khu vực 30, mô hình thanh niên hiểu biết về pháp luật, phụ nữ thì ba tự quản. Tuyên truyền cho người dân là về cái toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là về cái số điện thoại, đường dây nóng, các nơi công cộng để cho là khi có vụ việc xảy ra thì kịp thời báo đến là cái lực lượng chức năng. Mặt trận Tổ quốc phường cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động sở hội quá là trên 280 camera phục vụ trong công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Sự đồng thuận của người dân, sự ủng hộ của mặt trận các đoàn thể thì góp phần cho cái thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở trên địa bàn. Thông qua các buổi họp, tổ tự quản, tổ dân phố, ban công tác mặt trận các ấp, khu vực đã vận động tuyên truyền toàn dân tham gia đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm bằng những việc làm hành động thiết thực. Đồng thời tiếp tục củng cố nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong khu dân cư, các họ đạo, giáo xứ nói riêng và đồng bào có đạo nói chung. Thì chúng tôi cũng luôn luôn là vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi sống tốt đời đẹp đạo. Đồng thời từ đó thì bà con cũng đã thực hiện các mô hình đó rất tốt. Triển khai cái số điện thoại mà dán lại chỗ các những cái tụ điểm, dán tại các cái điểm chợ, nơi tập trung đông người để cho người dân biết và kịp thời báo cáo đến cơ quan công an những cái hành vi vi phạm. Tuyên truyền rộng rãi để mà người dân có cái ý thức, để mà trước mắt là cái ý thức mà tố giác tội phạm, để mà cho chúng ta, tức là khi mới bắt đầu nhen nhúm lên các cái tổ chức, các cái tội phạm mà nó mới nhen nhúm lên đó, thì mình bắt đầu mình báo công an để mà xử lý cho sớm. Củng cố cái tổ bảo vệ dân phố để thực hiện công tác phối hợp với lại công an phường Tân An trong cái vấn đề giữ gìn an ninh trật tự cho bà con ở địa phương. Cùng với phát động trong nhân dân, Công an thành phố Cần Thơ còn triển khai xây dựng mô hình cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự theo các tiêu chí do Bộ Công an phát động. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không vi phạm pháp luật, chấp hành các quy định an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Phát huy cái tinh thần, cái trách nhiệm của mình, góp phần cái xây dựng cái cơ quan đơn vị an toàn an ninh trật tự cũng như là đảm bảo cho cái công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo mật là nhà nước. Quan tâm đến công tác là tuyên truyền về nhận thức liên quan tới an ninh trật tự, các tài liệu của đơn vị, của tập đoàn cũng như là của khách hàng, như là cơ quan, tổ chức, người dân là luôn luôn được đảm bảo không để lọt lộ ra bên ngoài. Qua 20 năm, toàn thành phố đã có 100% cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự và 100% xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực đạt tiêu chí 30, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Thành phố cũng đã xây dựng được gần 300 mô hình về an ninh trật tự như cổng rào an ninh trật tự, đèn trước ngõ, mỏ trong nhà, móc khóa an ninh, câu lạc bộ an toàn về an ninh trật tự, họ đạo, giáo xứ 3050. Hiện 70% các tuyến đường, tuyến hẻm, 60% gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ được lắp camera giám sát. Thành phố còn có gần 200 đội bảo vệ dân phố, dân phòng, xã hội hóa tuần tra. Bình quân mỗi năm, nhân dân cung cấp cho công an hàng trăm tin có giá trị, giúp lực lượng này triệt phá nhiều vụ phạm pháp. Đề cao cái vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, rồi các tổ chức, để phát huy tốt cái vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức, chỉ đạo, thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và giao cho công an thành phố tiếp tục là lực lượng nòng cốt,
phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về lĩnh vực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 20 năm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chúng ta vào cuộc tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân và góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.